Cái này 26 ngày à? Cái này chú nhỏ gum nhỏ gum cách đây mấy ngày rồi nhỉ? Lâu rồi. Mười hai mươi ngày. 18-20 ngày. Bọt nó là Egoni à? Egoni. Không, Egoni nó là Egoni đường ruột thôi. Egoni đường ruột này nó không phải là nguy hiểm lắm. Thì khi nó ghép Egoni con cầu trùng nó có sẵn. Vâng. Ở đây chẳng hạn. Nhảy trắng trắng à? Chú gọi thì nhìn nó hơn, nó chụp điện thoại nó hơn. Để zoom ra à? Để zoom này. Đâu ạ? À? Đây phân gì đấy? À, phân này là cũng nói chung là phần này là cũng gọi là gum chứ phải gum hẳn, mà đau bụng không phải đau bụng hẳn. Cho nên thì bây giờ cái tâm này mình cứ khống chế bằng thi thoảng uống hạ sốt thôi. Thế cháu uống thuốc tím một lần rồi. Vâng. 10 ngày uống một lần thuốc tím à? Nấm rượu à? Chú phòng thuốc tím nó chả cần nấm rượu đâu, thuốc tím nó chỉ được cần nấm mà. Có chỉ được. Được. Thì đánh thuốc tím một quay lần là hôm 20 ngày là đánh thuốc tím rồi. Vâng. 10 ngày đánh lần à? Vâng. Nếu mà cứ định kỳ 10 ngày đánh lần rồi. Tới hôm thì tớ bảo đánh thuốc tím rồi, chú bảo cứ đánh thuốc tím được, cứ đánh mấy đi, cứ đánh phòng nấm rượu nữa đi. Vậy cái nấm rượu nguy hiểm rồi. Nấm rượu như nấm ăn nó không ấy mà bắt đầu thảm ạ. Không, thằng thuốc tím nó chỉ được nấm gì mà chứ. Nhà chú là cái nấm là kinh rồi. Cái thuốc tím nó chỉ được nấm rượu. Chắc chắn chỉ được nấm rượu luôn. Họ dùng để chữa mà. Nhưng mà đầu đen các thứ hay tín trùng nó chỉ phòng được thôi. Đấy. Còn nấm rượu nó chỉ được. Thế uống rồi, hôm nay uống thêm 2 ngày mai thôi. Và cứ định kỳ vậy, sau này nó sẽ sao mới khống chế được cái thằng đầu đen. Hơn 100.000 tiền đấy cháu đúng ạ. Là con gà thấy chắc lắm. Con đen đen này chắc, con đen đen này nó chọi đấy. Con này là con gì này? Nó chung bọn này vẫn hơi bé nhỉ. Hơi bé, nếu mà tiêm lưu trước thì được, thì tiêm cúm trước hả? Không, có một lần là nếu mà tiêm cúm mà tiêm hạn nhiều thôi. Bác sĩ đọc là nó bảo là riêng cái mùa này là phải tiêm cúm trước. Đấy, nhưng mà tiêm cúm nếu bọn này tiêm thì chắc tiêm 0,4 rồi chú ạ. Không, vậy thì để hơn 30 ngày tiêm 0,5 thôi. Tại lưu trước thì mình sẽ tiêm lưu trước thì mình sẽ khống chế tới cái thằng hen của nó tốt hơn. Không lưu kiểu gì đến ngày mà tiêm 0,5 ấy, cháu tiêm là chú. Nếu đừng tiêm 2 lần. Không, nói chung dưới thằng cúm thì tiêm 1 lần. Không, tiêm lưu mà. Lưu à? Lưu dưới 3 ngày không dưới 3 ngày tiêm 0,3 là gì? Sao cũng không phải năm. Thằng Niu là cứ hai trên 21 ngày lại tiêm 0,5 được. Ừ, vậy tiêm 0,5 cho tiêm được. Bây giờ mai kia cho bố trí ngay cho tiêm chú ấy. Không, thanh, tiếng thanh. Không, làm sao mà nó phải hết tóc. Hết được cái nông xù này chú này. Đấy là không bị gùm. Cái này như kiểu là nó vẫn ở trong cái giai đoạn đang ở cầm cự. Bác sĩ bảo là vậy cái thì giai đoạn này là giai đoạn gum thì tốt nhất là mai là cứ đánh hạ sốt luôn. Hôm 2 ngày rồi là tiêm. Hoặc là chiều nay đánh hạ sốt luôn. Và nói chung là những